Xin chào tất cả các bạn. Nếu như chúng ta là những người làm về văn phòng hoặc bất kỳ những công việc gì liên quan với lại văn bản thì có lẽ chúng ta sẽ gặp những sự cố về phông chữ, đặc biệt là vấn đề chuyển đổi phông từ hệ Vini sang Unicode hoặc là tiêu chuẩn Việt Nam 3. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cách đơn giản nhất để chúng ta có thể chuyển đổi giữa các bộ phông này với nhau. Điều tiên quyết mà chúng ta cần có là chúng ta cần phải cài bộ Unikey. Các bạn có thể cài bộ Unikey mới 4 chấm. Tất cả bộ Unikey đều có hỗ trợ cái công cụ để chuyển đổi mã phông này. Ở đây tôi có một cái văn bản Microsoft Word với phông chữ là Tiny Roman. Thì các bạn biết rằng phông chữ này rất quen thuộc đối với bộ phông Unicode. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển cái phông này thành dạng Vinitime. Tại vì đối với văn bản nhà nước thì thường người ta hay sử dụng dạng Vinitime. Đầu tiên thì các bạn nên quét chọn khối văn bản các bạn cần chuyển đổi. Các bạn nhấn Ctrl C hoặc là Copy. Các bạn có thể lít chuột phải vào cái khối văn bản đó, các bạn chọn Copy. Sau đó các bạn mở công cụ Unikey bằng cách lít chuột. Nó có biểu tượng ở trong thanh taskbar của mình, hoặc các bạn phải kích hoạt nó để nó có ở trong thanh taskbar, và sau đó các bạn lít chuột phải vào biểu tượng Unikey. Các bạn chọn công cụ. Ở đây các bạn thấy nó có thể bấm phím tắt là Ctrl Shift F6. Lúc này chúng ta sẽ có bộ toolkit của Unikey để chúng ta có thể thực hiện việc chuyển mã. Ở phần nguồn thì các bạn chọn phông nguồn mà hiện tại văn bản của bạn đang sử dụng. Như chúng ta nói, ở đây phông của nó là Tiny Roman thì chính là thuộc về họ phông Unicode. Chúng ta sẽ chọn nguồn là phông Unicode. Đích có nghĩa là cái chúng ta sẽ chuyển tới, cái bộ phông chúng ta sẽ chuyển tới là Vini Windows. Ở đây các bạn có thấy nó liệt kê rất nhiều bộ phông chứ không chỉ có Unicode và Vini Windows. Thì tùy theo cái đích mà chúng ta muốn chuyển là cái nào, chúng ta sẽ chọn cái đó. Ở đây các bạn có thể chọn tiêu chuẩn Việt Nam 3. Nếu như các bạn có mục đích là chuyển nó sang phông dạng tiêu chuẩn Việt Nam 3. Ở đây tôi muốn chuyển nó là Vini Windows. Sau đó các bạn nhớ check vào cái cú pháp là chuyển mã bằng Clipboard như nãy chúng ta đã sử dụng copy của văn bản của chúng ta. Và cuối cùng bạn nhấn vào nút chuyển mã. Màn hình thông báo thành công sẽ được xuất hiện cho chúng ta. Sau đó chúng ta đóng cái này lại và chúng ta sử dụng Ctrl V hoặc là chúng ta paste, nghĩa là dán cái văn bản mà vừa được chuyển đổi vào lại cái trang Word này, hoặc là chúng ta tạo ra một trang Word mới để chúng ta dán vào. Ở đây tôi dán đè lên thì lúc này các bạn thấy phông của chúng ta được đổi thành Vinitime. Nếu như các bạn khi mà bạn chuyển thì thường ở Microsoft Word nó sẽ chưa chuyển cho các bạn phông Vinitime liền, thì lúc đó các bạn nhớ lưu ý phải chọn lại phông này và chọn lại phông Vinitime để nó sẽ xuất hiện đúng theo phông của nó thì nó mới hiện tiếng Việt được cho các bạn. Và như vậy là đây là những cái bước rất căn bản để chúng ta có thể tạo ra chuyển đổi giữa các họ phông với nhau. Thì những họ phông khác muốn chuyển cũng làm những bước tương tự như vậy. Nếu như các bạn có liên quan vấn đề upload những phông này trên website của mình thì các bạn cũng làm như vậy, và sau đó các bạn chỉ cần dán nội dung của từ này, những đoạn văn này vào trong trang web của mình thì các bạn có được theo ý muốn. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin chúc các bạn thành công.